Thùy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay sáng thứ ba, ngày 7 tháng 11. Video phần 2 sẽ được phát hành trên kênh Ngô Phong 247. Quý vị nhớ đón xem. Và sau đây là các bản tin đáng chú ý sẽ có trong phần 1 của chương trình. Phân tích nhận định về phiên làm chứng của ông Trump trong vụ gian lận dân sự New York. Cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra với chỉ 5 ứng cử viên tại Miami. Kế hoạch đầy táo bạo và tham vọng của ông Trump sau năm 2024 nếu ông đắc cử. Đề xuất ngừng bắn tạm thời ở Gaza có tiến triển. Hoa Kỳ và Israel thảo luận về giải pháp nhân đạo và giải thoát con tin. Tòa tối cao Pháp viện xem xét tính hợp pháp của lệnh cấm phụ kiện bắn nhanh sau thảm kịch Las Vegas và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, sự xuất hiện của ông Trump hôm thứ Hai với tư cách là nhân chứng quan trọng trong vụ gian lận dân sự mà văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York đang tiến hành chống lại ông và đế chế kinh doanh của ông là khoảnh khắc tiêu biểu mới nhất đối với bà James, một đảng viên dân chủ được bầu lần đầu tiên vào năm 2018. Mặc bộ vest màu xanh và đeo cà vạt, ông Trump dành thời gian đi đến một nhân chứng, nơi ông giơ tay phải và thề sẽ nói sự thật. Lời tuyên thệ đánh dấu sự khởi đầu của phiên điều trần lịch sử của ông với tư cách là cựu tổng thống và ứng cử viên cho năm 2024. Trong phiên tòa tại Manhattan ngày hôm nay, ông Trump đã không giữ được sự điềm tĩnh khi làm chứng trước thẩm phán Arthur Ingogrin. Điều này nhắc nhở chúng ta nhớ về sự kiện năm 1915, khi Tổng thống Theodore Roosevelt từng tự mình đứng ra làm chứng trong một vụ kiện về phỉ bán liên quan đến các phát ngôn của ông về một chủ tịch đảng Cộng hòa cấp tiểu bang. Giống như ông Trump ngày nay, ông Roosevelt cũng là một cựu tổng thống, vẫn đang cố gắng giữ ảnh hưởng chính trị. Khi đối mặt với công tố viên thẩm vấn, ông Roosevelt đã có những phản ứng gây hấn quyết liệt, thậm chí là dùng nắm đấm, đấm đầy thách thức nhưng sự tương đồng giữa hai người chỉ dừng lại ở đó. Roosevelt và đội ngũ luật sư của ông đang tự bào chữa, chứ không hề công kích hệ thống tư pháp. Ngược lại, Trump ngày nay đã không ngừng nghỉ tấn công quy trình tư pháp, mô tả vụ kiện chống lại ông là không công bằng, và thậm chí còn lăng mạ Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng như thẩm phán của phiên tòa. Trong lời khai của Trump, chỉ có lát đác vài chi tiết mang tính chất thực sự liên quan như giới quan sát đã dự đoán, Trump chủ yếu dựa vào điều khoản miễn trừ trong các báo cáo tài chính của công ty. Các điều khoản mà ông từng tuyên bố trong một lời khai trước đây là làm cho các báo cáo không còn giá trị và vô nghĩa. Trump cũng đặt câu hỏi về việc định giá quá cao bằng cách khẳng định rằng, theo quan điểm của ông, những giá trị này lại được đánh giá thấp, với ngụ ý chính cách định giá của ông mới là đáng tin cậy. Nhìn chung, ông chỉ đơn giản là nổi cơn thịnh nộ để đáp lại lời khiển trách của tòa vì đưa ra điều khoản từ chối trách nhiệm, một lời biện hộ mà tòa đã bác bỏ trước đó. Ông Trump đã chỉ tay vào thẩm phán Ingeren và hét lên. Ngài gọi tôi là kẻ lừa đảo mà chẳng biết gì về tôi. Ông ta nói thêm vào, sự lừa đảo nằm ở phía tòa, không phải tôi. Phiên điều trần sáng qua là thời điểm căng thẳng nhất trong quá trình làm chứng, khi thẩm phán Ingeren đã yêu cầu luật sư Trump kiểm soát thân chủ mình tốt hơn luật sư Trump đám lại rằng đó là trách nhiệm của thẩm phán trong việc kiểm soát phòng xử án. Tuy nhiên, vào buổi chiều, thẩm phán Ingerin dường như đã áp dụng cách tiếp cận của công tố viên, người mà vào một thời điểm đã chờ đợi cho đến khi Trump kết thúc một bài diễn thuyết dài lăng măng rồi mới hỏi, xong chưa? Trong khi đó, công tố viên Kevin Wallace của New York, người đã thực hiện một công việc xuất sắc khi không lao vào tranh cãi quá mức với Trump, mà chỉ đơn giản là đưa ra các câu hỏi đây là một chiến thuật khôn ngoan khi đối diện với một nhân chứng hách dịch như trump chỉ cần để họ nói đó là chiến thuật thường được sử dụng trong các cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn nơi các công tố viên đưa ra nhân chứng và để họ tự do phát biểu điều này cho phép họ biết trước tất cả những gì nhân chứng sẽ nói sẽ khai và ngăn họ thay đổi câu chuyện về sau trong trường hợp của ông Trump, điều này cũng có tác dụng làm ngắn gọn lời khai của ông ta, bằng cách cho phép ông lạc đề mà không cung cấp thêm vấn đề mới để tập trung. Quả thật, toàn bộ lời khai của ông Trump đã kết thúc vào lúc 3 giờ 30 phút chiều, một phiên làm chứng ngắn ngủi đáng ngạc nhiên đối với một nhân chứng chính. Bằng cách để Trump tự do phát biểu mà không cản trở hay cắt ngang, Thẩm phán Incurrent đã ngăn chặn một cách thông minh, chiến thuật mà có thể đội ngũ luật sư Trump đang cố gắng sử dụng. Đó là kích động thẩm phán, để từ đó ông ta có thể nói ra những điều có vẻ không công bằng. Điều đó có thể gây ảnh hưởng đến quy trình xét xử, và thậm chí tạo ra lý do để yêu cầu hủy bỏ phiên tòa. Thẩm phán cũng sử dụng chiến lược này, có thể là lý do các luật sư Trump cố tình chọc tức thẩm phán Ingerin bằng việc liên tục nói về những cuộc trò chuyện giữa thẩm phán và nữ trợ lý pháp lý của thẩm phán, và gợi ý rằng nữ trợ lý có thể có thành kiến. Một chiến thuật đã dẫn đến việc tòa ban hành lệnh bịt miệng chống lại các luật sư Trump. Bất chấp lệnh bịt miệng này, các luật sư Trump nói với thẩm phán rằng họ sẽ xem xét việc nộp đơn yêu cầu xin hủy án dựa trên chính các hành vi đó. Sau khi tỏ ra bực tức về điều này, ông Ingeren đã nhượng bộ và nói rằng các luật sư có thể nộp đơn và thậm chí xin lỗi vì đã la mắng một trong các luật sư. Lời xin lỗi thể hiện kinh nghiệm của ông Ingeren trên cương vị thẩm phán bởi vì bằng cách hạ nhiệt tình hình, ông lại một lần nữa làm suy yếu những cáo buộc thiên vị về phía mình trong tương lai. Theo các chuyên gia, mức độ hành vi của ông Trump vượt xa tiêu chuẩn đối với các nhân chứng. Việc tấn công về hệ thống tòa án và các công tố viện trong quá trình làm chứng thường được coi là rất khác thường, và còn khác thường hơn nữa khi các luật sư Trump dường như đang ủng hộ hành vi của ông. Liệu chiến lược tòa án của Trump có thành công về mặt pháp lý hay không vẫn còn là điều chưa rõ, nhưng đội ngũ luật sư Trump có thể sẽ nhớ mãi hành động cuối cùng của thẩm phán Incurren dành cho Trump hôm qua. Đó là khi kết thúc lời khai của mình và Trump rời đi, ông Incurren đã giơ tay trái lên và ra hiệu tạm biệt. Hành động tạm biệt của thẩm phán Incurren có thể mang nhiều ý nghĩa. Nó có thể được xem như một dấu hiệu của sự tôn trọng cuối cùng sau một phiên tòa căng thẳng hoặc có thể được hiểu là một thông điệp không lời cho thấy sự kết thúc của một quá trình. Nó cũng có thể phản ánh một phong thái chuyên nghiệp giữ vững lập trường không để bị cuốn vào những tranh cãi không cần thiết. Và bên cạnh đó, một số người cho rằng cử chỉ này như là một cảnh báo. Thưa quý thính giả, vào tối thứ tư ngày 8 tháng 11, cuộc tranh luận sơ bộ của Cộng hòa sẽ diễn ra với sự tham gia của chỉ năm ứng cử viên tổng thống một sự kiện hiếm hoi có quy mô lớn tại Miami. Theo thông báo được đưa ra vào tối qua thứ hai bởi Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC, đánh dấu cuộc tranh luận với quy mô nhỏ nhất kể từ tháng 2 năm 2016. Các ứng viên góp mặt là thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley, doanh nhân Vivek Ramaswamy, thượng nghị sĩ James Scott từ South Carolina và cựu thống đốc New Jersey Chris Christie. Những cái tên đáng chú ý vắng mặt bao gồm cựu phó tổng thống Mike Pence, người đã ngừng chiến dịch tranh cử của mình từ tháng trước, và thống đốc North Dakota Joe Burgum. Mặc dù đủ điều kiện cho cuộc tranh luận trước đó, nhưng không đạt được sự ủng hộ cần thiết trong cuộc thăm dò gần đây để nhận lời mời này. Ông Donald Trump một lần nữa quyết không tham gia cuộc tranh luận. Thay vào đó, tổ chức sự kiện riêng tại Hialeah, Florida, cạnh tranh trực tiếp với thời gian của cuộc tranh luận của GOP. Để có cơ hội xuất hiện trên sân khấu tranh luận, mỗi ứng cử viên cần đạt được ít nhất 4% phiếu ủng hộ trong hai cuộc thăm dò quốc gia hoặc một thăm dò quốc gia kết hợp với hai thăm dò ở các tiểu bang có bầu cử sớm, cùng với việc chứng minh sự ủng hộ tài chính từ ít nhất 70.000 nhà tài trợ trước hạn chót. Cùng với việc chứng minh sự ủng hộ tài chính từ ít nhất 70.000 nhà tài trợ trước hạn chót vào lúc 8 giờ tối thứ hai. Thượng nghị sĩ James Scott mặc dù chỉ có 2% sự ủng hộ trong thăm dò quốc gia, đã có thể đạt yêu cầu nhờ một cuộc thăm dò của YouGov vào tháng 9, với phương pháp tiếp cận độc đáo trong việc xác định cử tri có khả năng được ủy ban RNC chấp nhận. Nhưng ông đứng trước nguy cơ không đủ sức hút trong cuộc tranh luận sắp tới tại Alabama, nơi mức ủng hộ cần thiết đã tăng lên thành 6% làm tăng thêm khó khăn cho việc duy trì vị trí của ông cũng như cho ông Christie. Cuộc tranh luận tới đây sẽ là dấu mốc quan trọng. Lần đầu tiên trong chiến dịch chính trị này sẽ được phát sóng quốc gia trên đài NBC cùng các chi nhánh của họ. Sự kiện này được tài trợ bởi NBC News, Salem Radio Network, Liên minh Do Thái Cộng Hòa và trang web phát trực tuyến Rumble, bắt đầu từ lúc 8 giờ tối theo giờ miền đông Hoa Kỳ. Trong khi đó, vài ngày qua, giới truyền thông đã có báo cáo không hề ngạc nhiên Ông Trump được cho là có một danh sách đủ loại kẻ thù và sau cuộc bầu cử 2024, nếu bất ngờ tranh cử thành công, ông hy vọng sẽ sử dụng cơ quan thực thi pháp luật liên bang để nhắm vào danh sách đủ loại kẻ thù đó. Là một phần trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tiến xa hơn so với các chiến dịch trước đây khi phát thảo một số ý tưởng sau bầu cử. Đúng là những đề xuất của ông không hoàn toàn là những bản thiết kế chi tiết cho việc điều hành chính phủ nhưng chiến dịch trump đã phát hành một số video trong vài tháng gần đây để thảo luận về các ưu tiên cực hữu nhưng điều cần lưu ý là những mục tiêu không rõ ràng mà trump đề cập không thể làm lu mờ một sự thật quan trọng hơn mục đích chính của ông không phải là đề xuất các chính sách mơ hồ mà thực chất là báo thù tờ washington post đã đưa tin trump và các đồng minh của ông đang lên kế hoạch cụ thể để sử dụng chính quyền liên bang trừng phạt các nhà phê bình và đối thủ nếu ông chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai với việc ông đã chỉ đích danh những người ông muốn điều tra hoặc truy tố và các cộng sự trump đã soạn thảo kế hoạch có khả năng kích hoạt đạo luật chống phản loạn ngay trong ngày đầu tiên tại văn phòng để cho phép ông triển khai quân đội chống lại các cuộc biểu tình dân sự với mức độ lo ngại của các nhà lập pháp Cộng hòa về việc chính quyền liên bang vốn bị võ khí hóa. Không rõ là họ có đọc báo cáo này của Washington Post hay không. Theo báo cáo của tờ Post, Trump đã tạo ra một danh sách những kẻ thù cần được Bộ Tư pháp điều tra. Danh sách được cho là bao gồm cựu chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly, cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr, cựu luật sư Trump Ty Cobb và cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mike Milley tất cả bốn người này có một điểm chung họ từng là một phần của đội trump sau đó họ đã chỉ trích ông và giờ đây trump muốn đáp trả bằng cách sử dụng quyền lực liên bang nhằm phục thù dĩ nhiên trong kế hoạch của mình trump không chỉ nhằm vào các đồng minh cũ tờ post cũng cho biết trump dự định bổ nhiệm một công tố viên để truy lùng tổng thống biden và gia đình ông và trump đã bày tỏ ý định muốn truy tố các quan chức fbi và bộ tư pháp ở Hoa Kỳ, công chúng được biết đến là phải trân trọng những chuẩn mực nhất định về việc tách biệt chính trị khỏi quyết định truy tố. Nhưng dường như đội ngũ Trump đang có ý định cố tình phá hủy những chuẩn mực này và thay thế chúng bằng một cái gì đó cực kỳ độc tài. Cựu trưởng ngân sách bản ốc Russell Vought đã nói với tờ Post rằng bạn chỉ cần thay đổi tư duy. Câu nói này ngụ ý một sự phá bỏ hoặc bỏ qua các chuẩn mực và truyền thống hiện hành và thay vào đó áp đặt một phong cách lãnh đạo sẵn sàng sử dụng quyền lực để trừng phạt đối thủ và thực hiện chương trình nghị sự cá nhân mà không bị giới hạn bởi các quy định hoặc thủ tục chính sách thông thường. Ông Vought là người gần đây đã cho biết đội ngũ Trump có kế hoạch tuyển dụng các luật sư cánh hữu, những người còn cực đoan hơn cả các thành viên của Hiệp hội Liên bang Federalist Society. Hội này không biết thời gian là gì. Ông đã nói sử dụng một cụm từ ngày càng cực hữu. Tất cả những điều này là một phần của sáng kiến được biết đến với tên gọi Dự án 2025, mà theo như báo cáo của The Times vào tháng 7, có ý định sẽ thay đổi cán cân quyền lực hiện tại bằng cách mở rộng quyền hạn của tổng thống lên trên tất cả mọi bộ phận của chính phủ liên bang. Hiện nay, các cơ quan này hoạt động độc lập, tuân theo quy định hoặc theo các quy ước lâu đời, không bị can thiệp của chính trị từ Bạch ốc. Kế hoạch này nhằm giảm bớt sự độc lập và tăng cường sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống đối với chúng. Kế hoạch này đầy tham vọng và táo bạo. Ông muốn đặt các cơ quan liên bang vốn hiện đang hoạt động một cách độc lập dưới sự kiểm soát trực tiếp của mình. Theo dự định, ông sẽ không tuân theo ngân sách do Quốc hội phê chuẩn nếu không phản ánh mong muốn của ông, và sẵn sàng khôi phục việc giữ lại ngân sách mà không chi tiêu như đã được lập kế hoạch. Dựa vào cái gọi là kế hoạch F, ông sẽ loại bỏ sư bảo vệ công viện đối với hàng chục ngàn viên chức dân sự có kinh nghiệm. Ngoài ra, ông và đội ngũ sẽ tiến hành kiểm tra và loại bỏ những nhân viên trong các cơ quan tình báo ngoại giao và an ninh quốc gia mà họ cho là không phù hợp về tư tưởng hoặc chính trị. Rõ ràng, điều này cũng bao gồm việc trả đũa những người nằm trong danh sách kẻ thù của phe cộng hòa. Từ đây cho chúng ta thấy, cuộc đua 2024 không thể nào rõ ràng hơn về những gì đang được đặt cược. Sang qua nội dung tin về chiến sự Trung Đông, Tổng thống Biden đã thảo luận với Thủ tướng Israel Netanyahu vào hôm thứ Hai về khả năng có một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Gaza, theo tuyên bố từ Tòa Bản Úc. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News phát sóng sau đó cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu không loại trừ khả năng có một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Gaza. Ông Netanyahu nói, chúng tôi sẽ không có lệnh ngừng bắn toàn diện ở Gaza nếu không giải thoát được con tin. Về việc ngừng bắn tạm thời, có thể một giờ này, một giờ khác. Chúng tôi đã có những lần như vậy trước đây. Tôi nghĩ chúng ta sẽ xem xét tình hình để cho phép hàng hóa nhân đạo được đưa vào, hoặc cho phép con tin từng người một được rời đi. Ông nói thêm, đây là một sự thay đổi nhỏ so với lập trường tuần trước của ông, khi ông nói với Ngoại trưởng Blinken rằng sẽ không có sự ngừng bắn nào trừ khi con tin được giải thoát. Chính quyền Tổng thống Biden vốn từ chối các lời kêu gọi ngừng bắn, nhưng tin rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời có thể cung cấp cơ hội cho dân thường Palestine an toàn rời khỏi khu vực có giao tranh, đảm bảo viện trợ đến được với những người dân cần và tạo điều kiện cho việc giải thoát con tin. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc, ông John Kirby, cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc gọi giữa ông Biden và ông Netanyahu hôm thứ Hai, rằng Hoa Kỳ muốn thấy các lệnh ngừng bắn nhân đạo càng sớm càng tốt. Theo ông Kirby nói, vì chính quyền tổng thống Biden tin rằng có giá trị trong việc ngừng bắn nhân đạo, họ sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với các quan chức Israel. Ông cũng chỉ ra các vấn đề khác mà Israel cuối cùng đã đồng ý, đặc biệt là sau áp lực từ chính quyền ông Biden, bao gồm việc cho phép viện trợ vào Gaza. Chúng tôi nghĩ là chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc thảo luận này, không phải là cuối, ông nói. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã riêng rẽ nói chuyện với Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Thái tử Salman của Bahrain về tình hình tại Gaza vào thứ Hai. Được biết, bà Harris đã nói với cả hai nhà lãnh đạo. Hoa Kỳ đang làm việc để bảo vệ thường dân Palestine và tăng cường viện trợ nhân đạo. Bà cũng nói rõ, điều quan trọng là phải đảm bảo người Palestine không bị buộc phải di dời ra ngoài Gaza và nhấn mạnh quyền tự quyết của người Palestine. Ở diễn biến liên quan, chính quyền tổng thống Biden đã thông báo với quốc hội là họ đang lên kế hoạch chuyển giao số bom chính xác trị giá 320 triệu đô la cho Israel. Theo báo Wall Street Journal loan báo, vào ngày 31 tháng 10, chính quyền đã gửi thông báo chính thức tới các nhà lãnh đạo quốc hội về kế hoạch chuyển giao bom SFGA, một loại võ khí dẫn đường chính xác được phóng ra bởi chiến đấu cơ. Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết hơn 10.000 người đã thiệt mạng tại khu vực này kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Trong khi cửa khẩu biên giới Rafah đã mở cửa trở lại vào thứ Hai, cho phép người nước ngoài và một số người Palestine bị thương rời Gaza đến Ai Cập. Cửa khẩu đã bị đóng trong hai ngày. Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã chiếm được một khu dân quân và sẵn sàng tấn công các chiến binh Hamas ẩn náu trong các đường hầm và hầm ngầm ở phía bắc Gaza, sau khi đã cô lập khu vực này. Họ cũng công bố clip cho thấy đoàn xe tăng di chuyển qua các đường phố bị ném bom và các nhóm quân di chuyển trên đường bộ trong khi nhóm võ trang của Hamas, lữ đoàn al qassam cho biết họ đã phá hủy 27 xe quân sự của Israel trong 48 giờ và gây ra tổn thất đáng kể trong các cuộc giao tranh trực tiếp với quân đội Israel. Trở lại với Hoa Kỳ, mới đây, Tòa tối cao Pháp viện đã quyết định sẽ xem xét một vấn đề quan trọng. Liệu lệnh cấm bán phụ kiện giúp võ khí bán tự động bắn nhanh như súng máy có vi phạm luật liên bang hay không? Quyết định này đến sau các vụ xả súng hàng loạt, đặc biệt là sự kiện đẫm máu tại Las Vegas năm 2017. Trong đầu năm tới, các thẩm phán sẽ nghe các luật sư tranh cãi về tính hợp pháp của một quy định do Bộ Tư pháp ban hành, phản ánh sự chia rẽ trong các tòa phúc thẩm liên bang. Cụ thể, các quyết định trước đây đã không thống nhất về cách xác định phụ kiện giúp bắn nhanh. Liệu chúng có thể được coi là súng máy, và do đó bị cấm theo luật hiện hành hay không? Các thẩm phán cũng sẽ xem xét đơn kháng cáo của chính quyền tổng thống Biden đối với phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực số 5 tại New Orleans, nơi lệnh cấm này đã bị vô hiệu hóa trước đó. Một vấn đề khác cũng đang được tòa tối cao pháp viện xem xét liên quan đến một đạo luật liên bang dựa trên một quyết định bước ngoặt của năm 2022. Quyết định này có ảnh hưởng đến việc cấm sử dụng súng bởi những người bị giới hạn tiếp cận do có hành vi bạo lực gia đình. Tòa sẽ cần xem xét sự mở rộng quyền sử dụng súng, một diễn biến chính trị được định hình bởi sự ủng hộ từ phía 6 thẩm phán bảo thủ. Vấn đề đang được đưa ra không liên quan trực tiếp đến quyền giữ và mang bỏ khí được bảo vệ bởi tu chính án thứ hai, mà tập trung vào việc liệu chính quyền Trump có tuân thủ luật liên bang khi đưa ra thay đổi về quy định của phụ kiện giúp bắn nhanh hay không. Lệnh cấm này có hiệu lực từ năm 2019 là hậu quả trực tiếp của thảm kịch tại Las Vegas. Kẻ xả súng trong sự kiện này là một nhân viên bưu điện đã về hưu, 64 tuổi, và cũng là một tay chơi cờ bạc có kinh nghiệm. Ông ta đã sử dụng súng trường tấn công để bắn hơn 1.000 viên đạn vào đám đông đang tham dự một buổi hòa nhạc với 22.000 người, chỉ trong vòng 11 phút phụ kiện giúp bắn nhanh và các băng đạn có dung lượng lớn được sử dụng trong vụ tấn công này đã góp phần vào cái chết của 58 người tại hiện trường và thêm hai người khác sau đó, cùng với hàng trăm nạn nhân bị thương. Sự kiện gây tranh cãi xung quanh lệnh cấm các phụ kiện giúp bắn nhanh được chính quyền Trump thiết lập đã đánh dấu một thay đổi quan trọng trong chính sách của cơ quan rượu, thuốc lá, súng và chất nổ liên bang, ATF. Trước đó, vào năm 2010, dưới quản lý của chính quyền Obama, ATF đã kết luận rằng các bộ kiện này không thuộc phạm vi định nghĩa của súng máy và do đó không rơi vào danh mục cấm theo luật liên bang. Nhưng sau vụ thảm sát tại Las Vegas, một đánh giá lại đã được tiến hành, dẫn đến nhận ra rằng quyết định trước đó của ATF là sai lầm. ATF đã làm rõ cơ chế hoạt động của các phụ kiện này Chúng sử dụng nội giật của súng để tự đặt lại cò, cho phép tiếp tục bắn mà không cần thao tác phức tạp nào khác từ người bắn. Để hoạt động hiệu quả, người sử dụng cần duy trì áp lực liên tục từ cánh tay không bắn và ngón tay cái bắn. Một phán quyết của Tòa án Liên bang khu vực số 5 của Hoa Kỳ vào tháng 1 với kết quả 13-3 đã khẳng định việc cấm phụ kiện giúp bắn nhanh cần một sự thay đổi trong luật liên bang từ Quốc hội trong quan điểm của mình thẩm phán jennifer walker arrott tại tòa này nhấn mạnh phụ kiện giúp bắn nhanh không được định nghĩa là súng máy theo luật hiện hành liên quan đến súng đạn và kiểm soát súng mặt khác một quan điểm đối lập được phát biểu bởi một hội đồng ba thẩm phán tại tòa phúc thẩm liên bang ở washington thẩm phán robert wilkins từ tòa phúc thẩm hoa kỳ cho khu vực quận columbia đã biết theo đạo luật được hiểu một cách chính xác nhất các phụ kiện giúp bắn nhanh tạo điều kiện để bắn nhiều hơn một phát từ một lần kéo cò, và do đó, theo định nghĩa, chúng thuộc loại súng máy theo quy định hiện hành. Và nội dung tin mà Thụy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại video sáng nay của ngày 7 tháng 11 trên Ngô Phong Today. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Ngô Phong Today. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ở Ngô Phòng 247.